Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay là thời điểm tháng 11 năm 2023. Thì em xin phép làm video giới thiệu cho anh chị về một chiếc xe rất hot tháng 11 này, bởi vì là đang được giảm 100% về trước bạ luôn. Và chiếc xe trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Veloz, đang được phân phối ở thị trường Việt Nam với hai phiên bản, là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản top. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản top có màu trắng ngọc trai. Và quan trọng nhất là anh chị đang quan tâm thời điểm hiện tại thì nếu một giảm 100% thuế trước bạ thì lăn bánh bây giờ đang là bao nhiêu. Thì đối với phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết là 658 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm hơn cả 100% thuế trước bạ là 43 triệu tiền mặt, và suất hóa đơn cho anh chị là 615 triệu. Tính ra lăn bánh cho anh chị là chỉ còn 653 triệu thôi. Và như anh chị có biết được là xe giá niêm yết là 658, tuy nhiên là đăng ký xong còn rẻ hơn 5 triệu so với giá niêm yết, là chỉ còn 653 triệu. Mà phiên bản thứ hai, phiên bản trên mắt chúng ta đây, phiên bản top thì có giá niêm yết là 698 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm cũng rất sâu cho dòng xe này là 45 triệu tiền mặt, và tính ra lăn bánh cho anh chị chỉ còn là 693 triệu thôi. Và anh chị thấy là lăn bánh cũng rẻ hơn 5 triệu so với giá niêm yết. Và ngoài ra thì đối với anh chị quan tâm đến xe trả góp thì bên em đang áp dụng cho dòng xe này là 80% giá trị xe. Và nếu anh chị nào cần tối ưu hơn về xe đầu tư thì có thể em hỗ trợ tối đa lên đến là 85% cơ. Nhưng mà tuy nhiên để thông dụng nhất thì em sẽ báo theo cái mức 80%. 80% thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là 170 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn và 180 triệu cho phiên bản cao cấp trước mắt chúng ta đây, thì là bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị thời gian vay tối đa lên đến 8 năm. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là cái khuyến mại cũng như trả góp của chiếc xe Veloz này, và em sẽ giới thiệu sâu hơn về chiếc xe này cho anh chị nào chưa nắm được về xe. Thì xe là được trang bị của hai phiên bản, cái nội ngoại thất về ngoại hình của chiếc xe bản cao cấp và bản tiêu chuẩn thì nó chỉ tương đương nhau thôi, nó cũng giống nhau đến 90-95%. Còn đầu xe thì được trang bị là cụm đèn full LED này, ra cụm đèn full LED chiếc khoang, logo đèn sương mù dạng halogen. La răng thì hai phiên bản đều là dạng phay xước, tuy nhiên là phiên bản tiêu chuẩn sẽ có la răng nhỏ hơn 1 inch. Ở phần gương thì hai phiên bản đều có cụm mở gương tự động, cảnh báo điểm mù trên gương và cảnh báo phương tiện cắt ngang và song vi lùi. Tuy nhiên là phiên bản cao cấp thì sẽ được trang bị thêm cam 360, nên có hai cam trên gương và cam trước cũng như là cam sau. Phần đuôi xe thì hai phiên bản đều có là đèn hậu dạng full LED này, có cam phía sau và hai cảm biến sau. Và đặc biệt là chiếc xe này, chiếc xe 7 chỗ gầm cao ngồi rất là đa dụng, lại có cái mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 5,8 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Để có cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó đẹp như thế này thì xe được trang bị một cái hộp số rất là tối ưu, hộp số CVT kép, là một hộp số tự động nhưng mà lại có thêm một cái bánh răng để phụ trách cái xe khi mà tăng tốc. Nên là chiếc xe này tăng tốc vừa mượt mà vừa tiết kiệm, mà lại tăng tốc rất là không bị trượt bánh dây cu loa như ngày xưa nữa. Và như anh chị thấy từ trái qua phải, phần nội thất của xe thì có gương cụp mở tự động này. Em tắt cái tiếng đi ạ. Xe thì có bản cao cấp thì có cả đèn pha cốt tự động, cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ phanh này, cảnh báo cái này gọi là ổn định thân xe và cái kiểm soát lực kéo. Đèn thì có trang bị là đèn tự động rồi, đèn sương mù bật ở đây, cụm điều khiển của màn hình giải trí này, nút để bật cam 360. Cam 360 cũng rất là nét. Bên này thì có chuyển chế độ bài hát và chế độ lái. Màn hình đa thông tin của xe thì rất là đẹp, rất là rộng, 7 inch và hiển thị đầy đủ các chế độ. Có hai màn hình ở đây. Màn hình đa thông tin thì có Apple CarPlay và Android Auto. Phía bên dưới thì điều hòa được trang bị là điều hòa tự động rồi anh chị ạ, điều hòa tự động để nổ cả hai phiên bản, và hộp số tự động cả hai phiên bản. Và phiên bản này thì có cả hai phiên bản đều được trang bị là phanh tay điện tử cũng như là auto hold. Và bên dưới nó là duy nhất trong phân khúc thì có cái sạc không dây. Vâng, và chiếc xe Veloz này thì có được trang bị cái nội thất là màu đen và phối với cả các cái họa tiết màu ghi như ở ghế này. Ghế này thì là dạng da vanir anh chị ạ. Những cái chi tiết mà mình hay cọ sát với cơ thể như là tựa đầu này, và hai bên sườn này, và hai bên
bên đùi thì là sẽ được sử dụng là bọc da, còn ở phần lưng ghế và phần mông thì sẽ được trang bị là nỉ cho thoáng khí. Và chiếc xe này là chiếc xe 7 chỗ đa dụng như em cũng vừa nhắc ở bên trên rồi. Và chiếc xe này có một cái chức năng cũng duy nhất trong phân khúc là chế độ ghế sofa. Thì anh chị có thể ngả ra chiếc ghế hàng ghế 2 và hàng ghế 3 nối với nhau như là một cái giường ở trên xe vậy. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là nội ngoại thất chiếc xe Toyota Veloz này, thời điểm cực tốt, gần như là chưa bao giờ rẻ như thế này so với dòng xe Veloz. Thì anh chị nào quan tâm đến các cái vấn đề khác về xe cần em tư vấn hơn như là lịch xe, giá xe, màu xe, trả góp thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Vui lòng hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.